Trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 tại khu vực phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bằng biện pháp nghiệp vụ, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội đã phát hiện một đối tượng nữ mang mặc quân phục sĩ quan, đeo quân hàm thượng tá, mang biển tên là Nguyễn Trần Vân Anh, có nhiều biểu hiện nghi vấn giả danh sĩ quan cao cấp của quân đội. Ngay sau đó, đối tượng đã được Cục Bảo vệ An ninh Quân đội phối hợp với Tổ kiểm soát quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra hành chính và di lý về trụ sở công an phường Yên Hòa làm việc. Tại đây, đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến quân đội. Nhận được thông báo từ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội về một trường hợp khả nghi là giả danh quân nhân, Tổ kiểm soát quân sự nhanh chóng có mặt tại công an phường Yên Hòa. Thì quá trình kiểm tra, thì chị Lê Thị Phương không xuất trình được chứng minh thư quân đội và các giấy tờ liên quan khác. Và chị Phương cũng khai nhận mình không phải là quân nhân. Đấy, thì qua quá trình đấu tranh, thì chúng tôi xác định đây là trường hợp giả danh quân nhân. Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai là Lê Thị Phương, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1985, nguyên quán thôn Bối Liêm, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Phương đã mua bộ quân phục và quân hàm, quân hiệu tại thị xã Sơn Tây cách đây hơn một năm và đã có gần 10 lần mang mặc quân phục này để đi lừa đảo tại khu vực thành phố Hà Nội. Thực sự là sau vụ việc này thì em sai. Thì cũng mong tất cả cơ quan chức năng tạo điều kiện cho em. Tiếp đó, đối tượng Phương khai, sáng 16 tháng 8, tại một nhà hàng trên đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Phương đã nhận của một người số tiền 50 triệu đồng để lo vị trí công tác. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cục Bảo vệ An ninh Quân đội khuyến cáo ai là nạn nhân bị đối tượng Lê Thị Phương lừa đảo thì liên hệ ngay với Cục Bảo vệ An ninh Quân đội gặp đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 097-555-7283 hoặc liên hệ với Công an quận Cầu Giấy để phối hợp xử lý.